Video này được mang đến cho bạn bởi content Phúc Lộc, editor trung khỉm và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn đang cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Đây là bộ phim về người phụ nữ phát hiện ra mình bị ung thư não và khám phá ra cách kinh tế nhất để chữa ung thư là chết sớm luôn. Thế là cô đến chửi thẳng vào mặt sếp, bán hết tài sản để lấy tiền đi du lịch tận hưởng cuộc sống. Nhân vật chính của chúng ta là Georgia, một nhân viên bán hàng đồ bếp tại một cửa hàng điện máy địa phương. Cô có khiếu nấu ăn, luôn mơ ước trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Ngoài ra thì Georgia còn mơ ước rước cặp đào này về làm chồng. Anh chàng này là Sean Williams, đồng nghiệp bên khu đồ gia dụng của cô. Nhưng mà 16 tiếng hàng ngày thì cô thức, còn tất cả thì chỉ ở trong giấc mơ, vì cô không đủ dũng cảm và động lực để vươn tới ước mơ của mình. Thực ra như thế với Georgia cũng không sao, cho đến khi nó có sao. Trong lúc trò chuyện với Sean, Georgia đã vô tình bị đụng trúng đầu khiến cô lịm tại chỗ. Sau vài lần quét CAT thì bác sĩ đã phát hiện ra trong đầu cô có một khối u. Bác sĩ bảo là khối u này là tin tốt, nhưng mà là tốt cho nghĩa trang, tại vì Georgia chỉ có 3 tuần nữa để được sống. Nghe tin này thì Georgia cực sốc. Cô có bao giờ xem TikTok đâu mà lại bị ung thư não? Không thể chấp nhận việc này, Georgia tìm đến nhân viên bảo hiểm nhân thọ để làm các thủ tục hỗ trợ điều trị, nhưng mà lại bị từ chối. Bị từ chối thì cũng không sao. Thực ra Georgia chỉ cần bỏ ra 340.000 đô để chi trả tiền chữa bệnh thôi. Chỉ có một cái vấn đề tí tí xiu xiu là số tiền đấy ở đâu thì cô chưa biết. Thất vọng về cuộc đời sắp sụp đổ, Georgia tìm đến rượu và ngắm nhìn những dự định của mình. Cô đã cố tìm đến một người thân để bấu víu một chút an ủi, nhưng mà chỉ nhận lại sự thờ ơ của cô em gái. Thôi thì đằng nào cũng chết với chả ai quan tâm. Georgia quyết định thay vì bỏ tiền chữa bệnh và chịu đau đớn thì cô sẽ tốn tiền trong sung sướng bằng cách hiện thực hóa những dự định của mình. Việc đầu tiên mà Georgia phải làm là đến cho lão sếp biết thế nào là cái liều của người sắp chết. Ông có thể tắt điện thoại đi không? Có gì cứ nói. Này thì nói này. Tôi sẽ trừ lương cô vì hành động này. Tôi cho ông luôn đấy. Vấn đề không phải tiền bạc. Cầm cái này về mà nghe cho hiểu này. Ông mới là người cần nghe, tôi nghỉ việc. Ông sếp cố níu kéo Georgia bằng mức lương cao hơn vì bộ phận của cô là nơi duy nhất làm ăn có lãi. Thứ duy nhất có lỗ ở bộ phận này chỉ là Georgia thôi. Nhưng mà rất tiếc là tăng lương thì không chữa được ung thư. Sau khi rời khỏi chỗ làm, Georgia gặp lại Sean. Anh muốn mời cô đi chơi nhưng mà Georgia từ chối. Không phải là vì không muốn đi mà là giờ cô phải đến ngân hàng để rút toàn bộ tài sản của mình và bắt đầu thực hiện những dự định ấp ủ. Một chuyến đi nghỉ dưỡng tại Grand Hotel Pub, nơi làm việc của đầu bếp cô vẫn luôn ngưỡng mộ. Cứ tưởng ở lần đầu được đi máy bay sẽ phê lắm, ai ngờ gặp ngay ông ngồi trước hãm lờ, làm Georgia tụt hết cả cảm xúc. Đã thế lại còn bị tiếp viên nhắc nhở coi cô như kẻ ít tiền mà đòi ngồi ghế hạng sang. Nếu là Georgia của ngày xưa thì cô sẽ chịu nhục cho qua, nhưng mà giờ thì không, sắp chết rồi. Cô đứng lên luôn, chỉ trích cả hãng hàng không, vung tiền nâng cấp lên chỗ ngồi hàng thương gia. Sau khi rời khỏi sân bay, Georgia nhận ra là chỗ đón taxi bị ứ mà đợi trông có vẻ lâu. Thấy có tấm biển cho thuê trực thăng, cô bục trực thăng luôn đi cho nó oách. Sự hào nhoáng của Georgia khiến cho những người ở dưới tò mò, không biết là con nhà ai mà chơi kinh thế. Do Georgia đến sớm 2 tiếng so với dự kiến nên là phòng của cô chưa được kịp chuẩn bị, mà phòng trống duy nhất thì là phòng tổng thống. Thôi sắp chết mà, Georgia mạnh dạn chốt luôn cái phòng này. Nhận ra là có khách sộp ghé thăm, quản lý khách sạn đã trực tiếp đến đón rồi nhờ một nhân viên khác đưa cô lên phòng. Còn mình thì đến tiếp một khách sộp khác là Matthew Cragen, sếp tổng của chuỗi cửa hàng mà Georgia từng làm, thần tượng của sếp cũ của Georgia. Bên cạnh việc tìm chỗ chim chuột với ả thư ký thì ông ta còn đến đây để ký một hợp đồng quan trọng với thượng nghị sĩ và nghị sĩ. Georgia để nhìn qua cái mặt biết ngay là ông này là bác Foy nên đã cảnh báo cô thư ký đi cùng. Hành động đó đã khiến cô ta chú ý mà gặng hỏi anh phục vụ. Hứa này thì được cái tính thực thà, nói là Georgia là một phú bà đến từ Louisiana và quen biết với thượng nghị sĩ. Sau khi nhận phòng thì thấy Hứa cũng phục vụ nhiệt tình nên là Georgia bỏ cho luôn anh phục vụ một khoản tiền lớn. Sợ nhận nhiều quá mọi người tưởng mình là trai bao nên là Hứa chỉ nhận một ít thôi. Georgia thì không bỏ lỡ phút nào, xuống phố và đến ngay shop quần áo thử đồ chán chê với đủ phong cách từ A đến Á. Chốt luôn một bộ váy đỏ cho hợp concept kiếp đỏ đen để đến ăn tại nhà hàng idol mình làm bếp trưởng. Để tận hưởng hết tinh hoa của món ăn thì cô đã yêu cầu tất cả phải nguyên vị. Hôm nay có món gì ngon mang hết lên. Nhận order xong, bếp trưởng mừng lắm, hiếm có ai mà hiểu được tinh túy ẩm thực thế này. Ông tự tay nấu ăn, thậm chí còn đến tận bàn để nói chuyện ẩm thực với Georgia. Bơ luôn Kragen, người đã book ông từ trước. Kia là ai nhỉ? Tôi tưởng đấy là bạn ông thượng nghị sĩ, thư ký tôi bảo thế. Ý ông là người ta là bạn tôi vì da tôi đen. Tuy mồm nó là không biết nhưng mà ông thượng nghị sĩ mê Georgia lắm. Ngay ngày hôm sau đã mon men đến làm quen với cô. Nhưng mà Georgia chê, phê bình việc ông không giữ lời hứa đến thăm giáo dân ở nhà thờ vào hôm chủ nhật để đến đây chơi. Sự gần gũi của cả hai đã bị Kragen nhìn thấy. Bonus thêm quả đá đều khi mà Georgia bắt gặp ông ta đang chim chuột với thư ký, khiến Kragen sinh nghi ngờ. Ả này chắc chắn làm ở kênh 14. Kênh 14 làm gì có nhiều tiền để thuê phòng tổng thống được. Thế thì chắc là thôi thì đừng hoảng hốt nữa, ra đây mà hốt em đi.
Trong lúc hai người đang quệt nhau thì Georgia đang phê pha trên chiếc giường tổng thống, đồng thời yêu cầu Gunther, bồi của tầng VIP, sắp xếp cho mình một khóa huấn luyện trượt tuyết cấp tốc cùng một buổi spa trị liệu. Ngày hôm sau, Georgia được sắp xếp cho một khóa trượt tuyết. Ngay lần đầu thử ván thì cô trời thả phanh luôn, và đúng hơn là không biết phanh, trôi đi một cách mất kiểm soát. Cùng lúc đó thì Kragen và thượng nghị sĩ cũng vừa làm một vòng, thấy Georgia lướt đã nhanh lại còn mướt, máu ăn thua của Kragen lại nổi lên, tăng tốc dí theo, mà không hay biết rằng Georgia đang mất kiểm soát tốc độ, hậu quả là bị ăn hành đến khốn khổ khốn nạn. Mọi thứ chỉ kết thúc khi cả hai băng qua đường bay. Georgia thì đáp thành công trong sự tán thưởng của mọi người, còn Kragen thì ngã dúi dụi. Quê. Kết thúc cuộc đua kỳ thú thì bây giờ anh em chuyển sang chuyên mục spa. Trong lúc đang tận hưởng thì cô bị làm phiền bởi tiếng chửi bới của cô thư ký. Ngay lập tức Georgia đi sang chỉnh đốn lại cái nết, khuyên cô ta là bớt chịch nhau với Kragen thôi, dùng cổ ít thôi không có ngày gãy với chính thất đấy. Hành động của Georgia khiến nhân viên đó mê lắm, lần đầu được khách bảo vệ mạnh đến thế. Nhưng mà không chỉ có nhân viên, ngay cả cô thư ký cũng phần nào giác ngộ mà đến nói chuyện với cô ngay sau đó. Cô thư ký chia sẻ là bản thân cũng không thích làm sugar baby đâu, chẳng qua là có nhiều tiền thôi. Đúng đấy, tuy đã cống hiến 6 năm cho công ty nhưng mà cô không ưa gì công việc ở ngành bán lẻ này, đã thế lại còn giang dở việc học. Cô đang chờ Kragen ly dị vợ để thay thế chỗ. Georgia hiểu tâm lý cô thư ký tại vì bản thân cũng từng làm trong ngành bán lẻ. Nhưng mà cô khuyên thư ký là nên đến cửa hàng kính để đo lại mắt cho cái âm hộ. Kragen chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi. Thư ký nên trở lại học tiếp và học thẳng lên tiến sĩ luôn cho nó oách. Buổi tối hôm đó thì thư ký đã nói cho Kragen biết về việc Georgia đã làm trong ngành bán lẻ. Điều này càng khiến ông ta chắc chắn là Georgia là đối tượng được cử đến nhằm phá bĩnh, nhất là vào vị trí của thượng nghị sĩ. Luận điểm này càng được củng cố hơn khi mà thượng nghị sĩ đã mời Georgia đến dùng bữa chung, nhưng bếp trưởng đã chuẩn bị sẵn một cái bàn khác dành riêng cho cô, nên là Georgia ngỏ ý mời lại mọi người sang dùng bữa với mình. Không thể để bị cho ra gì, Kragen cố chen vào để tham gia nhưng mà cũng không thể ngăn cản. Georgia là tâm điểm được mọi người quan tâm, họ đều coi cô là một bậc thầy kinh doanh, bà trùm cổ phiếu, thậm chí là ông nghị sĩ còn hỏi cô về viễn cảnh tài chính tương lai. Tập này về cái mắt đấy thì Georgia thở ra câu nào cũng là chân lý, thậm chí việc cô đi chơi base jumping còn thu hút hai quan trên hơn cả việc đi tham quan nhà kính được lên lịch từ trước. Với một cá nhân như Kragen thì đời nào chịu thua, ông ta mạnh dạn xin một slot nhảy cùng chó xôm. Ngày hôm sau, Georgia và Kragen được lên đồ kỹ càng, nhưng mà nhảy từ đây xuống thì ai chả lo, sơ hở là thành bầy nhầy ngay. Là một người tôn trọng nữ quyền thì Kragen nhường Georgia nhảy trước, với tinh thần là kiểu gì chả chết. Ngay sau khi huấn luyện viên đếm xong, cô nhảy xuống luôn, tận hưởng cảm giác phê pha cùng mây gió. Rồi cứ thế từ từ hạ cánh an toàn. Còn ở vị trí của Kragen thì ông này bị rén, nên là quyết định quay lại xe, dừng cuộc chơi. Sự quyết đoán và cư xử tốt bụng của Georgia đã gây được thiện cảm đối với những nhân viên trong khách sạn, họ đều đồng tình Georgia là vị khách tuyệt vời nhất mà nơi đây từng đón tiếp. Còn với Gunther thì không, bà ta coi Georgia là kẻ sống xa hoa, lãng phí. Sau khi bị bẽ mặt trước khách của mình, Kragen đã tìm đến Gunther, bò cho ít tiền để vào phòng tìm kiếm thông tin của Georgia. Trong lúc đấy thì nhân vật chính đi dạo phố mua đồ cùng bếp trưởng, cười nói với nhau về những gia vị và cả về món ăn lẫn cuộc sống. Với một người sắp gần đất xa trời như Georgia thì chuyến đi này như một bát canh ấm nóng giữa trời đông rét buốt. Cô đã được một trải nghiệm mới mẻ và quen biết những người bạn mới. Có lẽ như thế là đủ với cô rồi. Khi trở về khách sạn, Georgia đã viết một tâm thư gửi cho em gái, ghi rõ những điều cô mong muốn khi nhắm mắt xuôi tay. Xong xuôi mọi thứ, cô bắt đầu trải nghiệm những thứ mới khác. Lần này là đến sòng casino và chơi trò cò quay roulette. Chả biết ông bà ở quê phù hộ như nào, Georgia cả ba lần chơi xả láng và ô 17 đều ăn to. Cả thượng nghị sĩ và thư ký đều cũng bú đậm. Còn ở phe đi ngược, Kragen thì thua tan tác. Chỉ trong một đêm mới vận hên của mình, Georgia đã kiếm được một khoản tiền đủ cho cô phải phấn thêm một chuyến đi tranh xả nữa. Sau khi tận hưởng âm nhạc, Georgia đã gặp lại thượng nghị sĩ, ông muốn mời cô đến Washington để mình được đón tiếp, nhưng mà Georgia từ chối vì cô hiểu là cái ông này thì chỉ muốn buôn bán thôi. Đó là cũng lý do mà ông này ở đây. Georgia cho rằng thay vì giúp những thương gia như Kragen thì ông nên quan tâm đến cử tri của mình hơn, nhưng mà thượng nghị sĩ cho rằng là ông không thể tái đắc cử và làm chuyện đó nếu mà không có sự hỗ trợ của những người như Kragen. Với ông đó là thực tế, còn với Georgia thực tế là hiện tại những gì mình trải qua và đang cảm nhận, rồi cô xin phép rời đi. Ở một diễn biến khác, nhân lúc Georgia ở bên ngoài, Gunther đã vào phòng để tìm thông tin về cô. Sau một hồi lục soát thì đã tìm được thân thế nhân viên cũ của Georgia, cả bức thư di ngôn của cô. Sau khi đọc xong nó, bà đã rất xúc động. Khi thấy Georgia trở về, Gunther đã thay đổi hoàn toàn thái độ với cô. Georgia thì cũng ngạc nhiên trước sự thật này. Cô còn bất ngờ hơn khi mà Gunther ôm chầm lấy mình, rồi thừa nhận những việc mình đã làm. Bà khuyên Georgia rằng nên dành thời gian bên người thân yêu hơn là những kẻ kịch cỡm ngoài kia. Georgia cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nên là ngay hôm sau, cô đã đón xe, bắt chuyến bay về tìm ngay Crash. Nhưng mà đi được nửa đường thì xe không thể đi tiếp
do tuyết lở, Georgia đành phải quay về khách sạn mà không biết rằng ở bên kia có người cô muốn gặp. Sean sau khi hay tin về chuyện của Georgia đã tìm đến nhà cô để bày tỏ lòng mình. Ở đó thì Sean đã được xem cuốn album Dự Định và biết được tình cảm của Georgia. Ngay lập tức anh bắt chuyến bay thẳng đến chỗ người thương, mặc cho căn bệnh sợ độ cao của mình không thể chậm trễ đợi dọn tuyết, anh vẫn quyết định tự quốc bộ đến khách sạn bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra. Ở một diễn biến khác, Kragen đã tìm Gunther để lấy thông tin về Georgia, nhưng bà chỉ nói rằng cô ấy làm việc cho chính ông ta và là một vị thánh đến từ New Orleans và trả lại số tiền đã nhận. Well, thua keo này thì Kragen bày keo khác. Ông ta nhờ người quen tra được danh tính thật của Georgia. Trở lại với nhân vật chính thì Georgia biết tin bếp trưởng đang thiếu nhân sự. Với tư cách là một bạn thân kiêm fan thì cô đã đến xin ông một chân phụ bếp. Chỉ cần lên tàu nữa thôi là cô có thể giải phóng được nước Mỹ đấy. Dĩ nhiên thì nếu cô đã có lòng thì bếp trưởng cũng không dám chối từ. Trong lúc nấu ăn thì tuy đã giấu cảm xúc của mình, ông đã nghẹn ngào khi mà nói chuyện với Georgia. Tại vì Gunther đã tiết lộ cho ông biết. Georgia hy vọng là ông đừng nói cho ai biết nữa. Cô không muốn mọi người buồn vì mình và tận hưởng những phút giây tuyệt vời này. Ngày hôm đó, hai người bạn đã phối hợp ăn ý và tạo ra một bữa tiệc cuối năm tại khách sạn. Đích thân bếp trưởng đã vinh danh Georgia vì sự giúp đỡ của cô. Trước gương, Georgia tự nhủ rằng bản thân mình đã thực sự may mắn. Tuy kiếp này cô không còn nhiều thời gian, nhưng mà nếu ở lại một lần nữa thì cô nhất định sẽ cười nhiều hơn, yêu nhiều hơn và nhìn ngắm cả thế giới mà không sợ hãi. Trong bữa tiệc mừng năm mới, Kragen đã tiết lộ toàn bộ về Georgia bằng một thái độ cực kỳ khinh thường, nhưng mà điều đó không làm cho cô thấy hổ thẹn. Mặc cho lời can ngăn của bếp trưởng, cô đứng dậy thừa nhận danh tính của mình. Georgia đến đây không phải là để gây ấn tượng, mà chỉ đơn giản là để tiêu hết số tiền mình đã kiếm được trước khi nhắm mắt xuôi tay. Cô đã cố gắng giữ bí mật này để cùng mọi người vui vẻ. Cô đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại một nơi đẹp đẽ. Cả một đời cô đã im lặng và sống âm thầm. Giờ là lúc để sống hết mình, tận hưởng hết mình và chơi hết mình cho đến khi bản thân không thể nữa. Cảm xúc của Georgia khiến cho những người nghe bật khóc. Dứt lời, Georgia cảm ơn mọi người cùng lời chúc năm mới rồi rời đi. Sau đó tất cả đều hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía Kragen và lần lượt rời bàn. Ngay cả cô thư ký cũng vậy. Cô tuyên bố chia tay với Kragen để quay lại trường học nốt, rồi tính hộ vợ của ông ta xem là sau khi ly dị thì bà được bao nhiêu tiền. Còn bây giờ thì đi tìm Georgia. Chị mình Kragen ở lại với rượu và sự cô đơn ngay trong đêm giao thừa, rồi nghĩ quẩn mò ra thành cửa sổ. Georgia ngay khi biết tin đã đến tận chỗ để nói chuyện với Kragen. So với bản thân mình thì cô cho rằng Kragen đang có tất cả tiền bạc, thời gian, địa vị, vân vân mây mây. Nếu ông ta biết đủ và sống tử tế hơn thì sẽ có được hạnh phúc. Georgia còn chia sẻ với Kragen về dự định của bản thân. Nếu mà Chúa ban cho cô cơ hội được sống tiếp thì cô sẽ mở một nhà hàng nhỏ rồi lập gia đình với Sean. Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới luôn. Và ý tôi không phải là Chúa, mà là Sean đã đến để thổ lộ lòng mình với Georgia. Dù ở bên nhau 5 phút trên thành cửa sổ hay là 50 năm thì chỉ cần bên cô thì đó vẫn là thời gian tuyệt vời. Nhưng mà sự tốt đẹp thì đến quá muộn. Georgia than với Chúa tại sao lại đối xử với mình như vậy. Thế là Chúa đáp lại cô luôn bằng một tin mừng. Gunther đã nhận được một tờ fax của bác sĩ ghi rằng Georgia thực tế là chả bị làm sao cả, tất cả là cái máy lỗi mà thôi. Sau tất cả thì niềm hạnh phúc thực sự đã đến với Georgia trong sự chúc mừng của tất cả mọi người chứng kiến. Nhưng mà vui thôi, đừng vui quá, đi vào đây không rơi xuống bây giờ. Sau đó vài tháng thì Georgia cùng Sean đã lập một nhà hàng riêng, thậm chí là đầu bếp idol của cô cũng đến chúc mừng khai trương. Cuộc sống của cô đã hoàn toàn đổi khác, một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc. Và nhân dịp năm mới 2024 đã qua được mấy ngày rồi thì The Reviewer muốn gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả mọi người. Cầu cho mọi người một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc sẽ song hành trên chặng đường tiếp theo của tất cả các sếp. Và tôi là Vui Vẻ. Đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.